Lập Sơn, Hoàng Trọng Thùy xin trân trọng kính chào quý khán thính giả Chào đón quý vị đến với chương trình phát hành live của Little Sài Gòn TV Trên băng tầng 57.7 hệ thống Galaxy 19 Trong phần tin tức vào ngày thứ ba 3, 3 tháng 11 năm 2015 Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả Gửi lời chào Lập Sơn ngày hôm nay Lập Sơn xin chào anh và Lập Sơn xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Và buổi sáng hôm nay quý vị chắc chắn đã cảm thấy mùa đông đến rồi phải không ạ? Vâng, ngày hôm nay bước ra đường là đã cảm giác được cái lạnh rồi đó bởi vì chỉ có 53 độ thôi. Dạ. Yeah. Yeah, thưa quý vị mà lại có trời mưa nữa chứ. Vừa lạnh mà vừa có hơi nước cho nên nó làm mm. mình cảm thấy lạnh hơn tí xíu nữa. Thưa quý vị, ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất trung bình chỉ có 71 độ mà thôi. Cơ hội trời mưa vẫn còn đó 20% cho tới tối luôn thưa quý vị. Buổi tối thì nhiệt độ hạ xuống 51 độ. Mm. Ồ <laughs> oh, là thấy lạnh lạnh là thấy sướng rồi đó So là với 90 độ <laughs> yes. Thì 50 độ Đã lâu lắm rồi mình mới cảm thấy được cái yeah. lạnh Lâu lắm rồi thưa quý vị Hôm uh, tôi kể tôi có một uh, người chị Ở bên Arizona yeah. Chị ở đây đó bên đó từ hồi chị Sang đến giờ là 5 năm rồi yeah. Mà chị sang đây chị mới tôi đi ở ngoài đường lúc đó nó là hôm chủ nhật vừa rồi ở bên ngoài là cũng bảy mươi mấy độ yeah. mà bên ấy lạnh quá yeah. bây <laughs> hôm giờ, hôm giờ là cống, bây giờ không còn lạnh H mà hôm là hôm nay chỉ là quá mặc bốn năm cái áo Điều mới có nhiệt độ xuống tới 50 mươi mấy mà ở trong nhà đó yeah. mà đã lạnh như thế rồi thì chỉ nói thôi để chị về lại Arizona nhưng mà Arizona vào mùa đông buổi tối nó cũng lạnh cũng lắm, lạnh lắm, 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 lắm bởi, bởi, bởi vì nó là khí hậu sa mạc dạ vâng, vâng. ngày hôm nay độ ẩm là 50% độ ẩm thưa quý vị chỉ số uv chỉ có 5 trên 10 thôi mặt trời mọc 6 giờ 13 phút sáng và lặn ở 4 giờ 59 phút chiều bởi vì à uh, uh, thời giờ. gian mình đã đổi giờ rồi yeah. cho nên là trời tối rất là sớm rất là nhanh. 5 Nhấp. ngày sắp tới đây thưa quý vị nhiệt độ vẫn còn ở 70 độ, 70 độ và cho tới chủ nhật Nhưng mà cuối tuần này chủ nhật thôi. thứ bảy Thứ bảy Có thứ bảy là trên 80 độ. Tuy nhiên vào buổi tối cũng sẽ rất là lạnh 52 độ thưa quý vị. Và cơ ngày hội trường chủ... ngày mai nè. Wow. Ngày mai là mình thấy kỷ lục ha, dưới 50 độ, 49 độ, <laughs> 49 độ và vẫn còn có cơ hội trời mưa 10% thì cứ hy vọng yeah. cứ mưa để Cali mình đỡ bị hạn hán. Và uh, Merry Christmas Merry Christmas and early Christmas. Đấy. Ở đâu ở đâu có sale mà anh nói sớm vậy? À, à, bây giờ quý vị họ nói là vừa xong cái Halloween đó là dẹp hết mình cái độ hóa luôn, trang mình skip luôn uh, là ngay bây lắm. giờ quý vị vào à, trong hả? các mò các mọi các nơi là đã thấy trang hoàng rồi ở dưới uh, mò citadel hồi, hôm cuối tuần vừa rồi ừ. thì ở tại đây họ mới vừa mang về cây thông cao nhất thế giới bao nhiêu dạ cao cây bao nhiêu? thông thật cao nhất thế giới thì tôi nhìn từ dưới lên trên đó, thì đoán cũng phải là cái tòa nhà 4 tầng Họ phải là bốn tầng trên 10 mét không có nhiều mấy chục thước luôn á wow. dạ vâng chính vì thế mà tại đây họ để cái bảng, mới đầu mình thấy cái thông tôi tự là thông giả dạ, họ gắn vào dạ. Yeah. nhưng mà nhìn kỹ lại thấy wow một cây thông thôi không có cái gì gắn vô hết và bên cạnh đó họ để nguyên tấm bảng, đây là cây thông cao nhất trên thế giới chính vì thế quý vị nào muốn ngắm họ đang hôm vừa rồi tôi đến hôm chủ nhật đó thì yeah. họ đang gắn mấy cái quả đó ừ. trang hoàng thì đã xong hết yeah. rồi và đèn đang chuẩn bị thử thì uh -huh. có thể trong tuần lễ này mà thôi đèn uh -huh. sẽ thắp sáng đẹp lắm à. thưa quý vị và đây cũng là mùa mua sắm à, chắc có lẽ bắt đầu bước vào không khí lễ hội đó yeah. cho yeah. nên thị trường chứng khoán ngày hôm nay thưa quý vị đã tăng, tăng hôm qua tăng rất tốt. Uh. Và à, họ nói rằng thị trường chứng khoán lần đầu tiên nhờ ngày hôm qua mà 2015 đã positive. Yeah. Tất cả những cái sự trồi sụt mất hết 25%, rất nhiều cổ phiếu mất hết 1 phần tư trị giá. À, thế nhưng... À, ngày hôm qua là ngày Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 đều lên. Ngoại trừ giá vàng, giá vàng xuống thê thảm luôn. Wow. Cho nên quý vị nào không bán vàng kịp trong thời gian qua thì lỗ khá nặng. Thưa quý vị, lý do là vàng xuống hôm nay thêm nữa 13 đồng 30 sen. Bây giờ là giá còn bao nhiêu anh? 1.122 đồng thôi. Hôm hôm trước hình như là 1.180 mấy đô. Đúng như vậy, 1.190 đô la. Wow. Chỉ trong vòng có một tuần lễ thôi, vàng mất đi hết 70 đô. Uhm. Quá nhiều thưa quý vị. Lý do là đồng đô la quá mạnh, người ta đổ xô đi mua đồng đô la dự trữ bây giờ nè mà nếu như mà em có cô em gái đang đi du lịch bên châu âu thì yeah. cái đồng châu âu bây giờ nó lên hay là nó vẫn đồng còn cấp châu hay? âu bây giờ hôm thì đó tôi nói đồng đô la quá mạnh cho nên đồng đô la, uh, châu âu euro hôm nay còn có một đồng lẻ chín thôi wow. một đồng lẻ chín sen mỹ đổi lấy một euro cho nên bây như giờ... vậy đi thực sự mà nói nó cũng Kha, không có khác xa gì đàn, là đang tương đương với nhau rồi. Dạ rồi, vâng. Nha. Họ, chúng tôi cũng có một người mới từ đi ý về họ nói rằng ăn một đĩa bún ý, <cười> ừ. <cười> spaghetti đó khoảng 12 hai đô. À, thì cũng 12 không mười đô ý. là thì So với ngày xưa. Họ, họ nói đó, ừ. nó còn rẻ hơn đi ăn nhà hàng sang trọng ở đây nữa nhưng ừ. mà đó là những những nhà hàng bình thường ở yeah. ở ở ý thôi thưa quý vị um, dầu thì lên một đồng lẻ tám sen dầu bắt đầu lên trở lại vượt quá mức 45 đồng và nhờ thế mọi thứ đều positive như uh, cái chuyện tự đề ghi rất rõ energy leads à, yeah. cái những cái cổ phiếu về năng lượng đã tăng mạnh nhờ dầu tăng vì thế đã giúp cho các cổ phiếu đều tăng ngày hôm nay Riêng với thị trường Thượng Hải thì vẫn còn giảm Hồng Kông thì lên được chút đỉnh Nasdaq à, xuống một điểm Chấm 32 mà thôi Và vì thế từ bây giờ Cho đến những ngày tháng tới à, Sẽ hy vọng Hy vọng là sẽ không có bị Những một cái tình trạng là Tụt giảm mấy trăm điểm yeah, họ, họ hy vọng Bởi vì bước vào mùa mua sắm Giáng sinh rồi yeah. Thì bây giờ người ta sẽ chờ đợi Các con số cho đến tháng riêng yeah, vâng Tức là sau New Year, bước năm 2016 rồi, lúc đó tình hình đầu tư họ mới xem lại hết tất cả cái số bán lẻ ở tại Hoa Kỳ này như thế nào. Yeah. Nhưng bây giờ người ta đang theo dõi, thưa quý vị, một cái chỉ dấu quan trọng đó là xem hàng tồn kho như thế nào. Yeah, là liệu rồi. rằng người ta có các giới bán lẻ đó kinh doanh họ có định trước được cái số người mua như thế nào để ừ. họ mua những cái mặt hàng này tồn kho dạ vâng. đó khi mà hàng tồn kho mà tăng trong thời điểm này cũng đã chỉ dấu tốt bởi vì họ nghĩ, các nhà đầu tư và những người bán lẻ họ nghĩ rằng là mùa giáng sinh năm nay Dân súng sẽ tiêu pha xài hơn à, chẳng hạn như ngày hôm qua chúng tôi đưa ra một cái con số của thẻ tín dụng visa đó ừ. cái con số này rất là quan trọng khi mà visa công bố lợi nhuận tăng có nghĩa là người Lập sơn đi xài, đi xài nhiều xài chúng tôi xài nhiều, nhiều visa chúng tôi xài visa mastercard nhiều dạ. thì lợi nhuận tăng lên bởi dạ. vì các huê hồng từ các cửa hàng bán lẻ đó là cũng là một điểm đã khiến cho thị trường Dow Jones ngày hôm qua tăng mạnh. Chúng tôi mời quý vị theo dõi các bản tin chi tiết và lẽ đương nhiên không thể thiếu được cuộc điều tra để tìm hiểu vì lý do nào mà máy bay của hãng hàng không nga rơi xuống trên vùng bán đảo Sinai của Ai cập. Hôm nay bên phía Hoa Kỳ cơ quan chuyên theo dõi vệ tinh họ nói có một cái vệt sáng trước lúc máy bay nổ. Wow! Thì cái vệt sáng này bây giờ là gì? Có phải là hỏa tiễn hay là ừ, vẫn thạch từ không gian rơi xuống? Ừ. Chưa ai biết được. Nhưng mà chúng tôi gửi đến quý vị các bạn phân tích và cũng như tin tức liên quan đến vụ uh, cái tai nạn máy bay, tai nạn hay là khủng bố, mời quý vị cùng theo dõi ngay sau phần bảo trợ thương mại.